Thưa quý vị, chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 27 tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió ở trên cao, nên trong đêm nay và ngày mai 27 tháng 8, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, nhất là các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, có khả năng mưa rất to với lượng mưa đạt 50-120mm trên 24 giờ. Thời gian mưa chính sẽ diễn ra vào buổi tối và ban đêm. Còn phía khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng có khả năng sẽ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ toàn miền ngày mai sẽ ở trong khoảng từ 28 cho tới 32 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông. Quý vị ra ngoài đường cần hết sức chú ý khi điều khiển phương tiện với mức nhiệt từ 29 cho tới 32 độ. Xuống tới các tỉnh Trung Bộ, trong 24 giờ tới, mưa dông được dự báo sẽ xuất hiện từ Thanh Hóa trở vào cho tới Hà Tĩnh. Với lượng mưa không quá lớn, chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ khu vực này sẽ ở trong khoảng từ 29 cho tới 33 độ. Phần còn lại của Trung Bộ sẽ ít mưa, nắng vẫn là thời tiết chủ đạo, có nơi nắng nóng với nền nhiệt từ 34 cho tới 36 độ. Dự báo đến thứ Tư ngày 28 tháng 8, mưa dông xuất hiện và nắng nóng tại Trung Bộ sẽ chấm dứt. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày nắng nhẹ và tình hình nhiệt độ ít có sự biến động. Ngày mai ở Nam Bộ sẽ từ 30 cho tới 34 độ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh từ 31 cho tới 34 độ và Cần Thơ sẽ ở mức nhiệt từ 29 cho tới 32 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất ban ngày vào ngày mai sẽ ở trong khoảng từ 26 cho tới 31 độ. Tiếp nối bản tin sẽ là tình hình thời tiết trên biển. Huyện đảo Hoàng Sa ngày mai mưa rào và dông chỉ xuất hiện rải rác với mức nhiệt từ 31 cho tới 34 độ. Vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ sẽ ở trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Côn Đảo, ban ngày trời nắng, xuất hiện tình trạng mưa dông vào chiều tối, nền nhiệt cao nhất ở trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Vùng biển quanh huyện đảo Phú Quốc có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ sẽ ở trong ngưỡng từ 30 cho tới 33 độ. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn thông tin thời tiết một tuần tiếp theo của Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.